Ôi, bắt phải. Rồi có mấy bạn vô nói hả, Vinh không thật thà, công an ở đây khó. Ủa, tùy chứ, tự nhiên. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Vinh. Thì hôm nay Vinh sẽ review cho các bạn một con Exeter 155 VVA. Thì clip trước mình đã quay với lại bé Nga rồi. Hôm nay mình sẽ test drive cho anh em. Clip mình được tài trợ bởi N2O Workshop. Chứ tên đầy đủ là N2O FE Workshop nhưng mà Vinh cứ quen miệng. Ok, tiếp theo là nhà tài trợ thứ hai, đó là HT Camera đã tài trợ cho Vinh một cái cado bản custom. Thì cái bản này Vinh cũng đã có review ở clip trước. Nó có rất là nhiều cái thứ tiện lợi, chẳng hạn như là cái giá tiền của nó rất là rẻ các bạn. Nó giảm hơn và tiết kiệm gần 4 triệu đồng so với các bản Edge. Thì các bạn hãy cân nhắc, nếu mà các bạn là một người không sử dụng hết những cái tính năng của cái cado Edge thì đây là một cái phiên bản tiết kiệm hơn, phù hợp với túi tiền của các bạn hơn, và vẫn giữ lại những cái chức năng quan trọng. Các bạn đừng lo nha. Ok, chúng ta sẽ cùng xem coi cái bộ nồi khô này âm thanh như thế nào. Nếu là các bạn lần đầu tiên xem cái clip, lần đầu tiên xem thì hãy cho Vinh một subscribe, comment bên dưới nha. Thì theo Vinh nghĩ, nếu mà các bạn đi cái bô zin móc hoặc là bô tăng có tiêu thì nó phù hợp hơn. Tại vì nếu mà các bạn đi bô quá ồn thì nó cũng sẽ át đi cái tiếng nồi khô, nó cũng hơi uổng các bạn. Tới giờ mình chụp hình sống ảo rồi, vì đây là nơi tuổi thơ của Vinh nha. Tuổi thơ của mình là ở đây các bạn, Đầm Sen, quận 11. Và nhà Vinh với lại nhà bé Nga nó cùng nhà, cùng trong một xóm, mà tại vì tụi Vinh cách nhau 6 tuổi á, thử không có Vinh lúc đó, Vinh ở đó là bé nó còn chưa đẻ ra nữa, thử là cũng hơi khó. Tích tóc. Quay 30 frame hình ảo dễ sợ, đẹp quá các bạn, nổi dễ sợ. Ok, anh em mình đi thôi. Thì ở đây mình có thể nghe nhạc trực tiếp lên trên cái con cado này, không cần phải đeo tai nghe. Các bạn đeo tai nghe các bạn bị phạt đó. Đó, rất là hay các bạn. Ok, chúng ta cùng test drive nha. Ở đây có một cái console hiển thị volt nè. Cô Coken này nó quá nhẹ đi, kinh khủng thật sự. Tê luôn á. Đây này đang gắn một cái bộ xếp, cục máy là 65 trên 4.5. Bộ số đấu. Thì ngoài cái việc là hỏi anh Bi ra coi là anh Bi sắp lại số mấy thì mình phải từ cảm nhận thì mới biết được là số nào ngắn cái số nào dài vậy. Và bây giờ thì 6-7 giờ thì tôi cũng hơi đông, 6 rưỡi rồi, khó mà test được. Phê nhất là cái bộ đèn của con này nó sáng. Trời ơi, quá trời quá đất. Nay quay quận 11 các bạn thấy lạ không? Chào anh em quận 11 nha. Đó, nhà cũ Vinh là trong đó đó. Nhà thờ giáo xứ Bình Thới đó, ở nó cũng mấy năm trời đó các bạn. Trên cộng là nó phê lắm, cảm giác lắm. Nó thảy phê luôn á. Đường này khá đông nên mình đi 3 tháng 2 về đi, có đường để mà mình chạy các bạn. Đèn sáng hóa luôn thiệt. Đang không có đèn đường nữa các bạn. Trời ơi,
3 hồ li tô luôn á. Cái này đi tour đúng bài thiệt. Quá phê các bạn. Quá trời nút luôn. Hai giáp nè. Đề máy, tắt máy, đèn pha nè. Không có câu. Cái này là gì không? À bật bật đèn pha liên tục nè. Được cái nút đèn pha thôi mà ảnh cũng chủ xe cũng đi một cái cùm tay ke hả? Tự nhiên quên tên cùm. Tức ghê á, nhiều khi bị tẩu các bạn. Nhiều brand nhiều hãng quá riết là bị tẩu. Số 3 đó. Vãi cả đạn thiệt. Ôi, bắt phai. Vãi cái bụt, bụt một cái. Điên này về đường nó rộng rãi. Dàn thắng cũng rất là tê nha. Trước sau front đồ full billet hết các bạn. Trước là billet dọc, sau là billet 2 bit. Bên đạp cũng là bên đồ chơi luôn. Anh Lan có nghe được tiếng hồ kho không? Thật ra nó cũng không ổn đến mức các bạn nghĩ đâu. Chỉ khi nào dừng đèn đỏ hoặc là cho bạn trả về nò hoặc là các bạn nẹt á thì nó kéo cái nồi đi á, nghe queo queo queo. Nhưng mà Vinh chắc nghĩ là Vinh cũng sẽ lên một cái cho con WR của Vinh các bạn. Phê quá. Tại vì nó xài lock 155. Ổ chưa? À, phê quá. Tuy là không mạnh bằng WR nhưng mà cái giá nghẹt thì nó lại cảm giác khác các bạn. Kỳ đó. Giá ngầu cào chạy cảm giác khác mà giá nghẹt chạy cảm giác khác nha. Không liên quan đến nhau. Thẹt nó gọn, nó trọng tâm nó thấp á. Mà thích nhất ở cái điểm là trời lực giấu. Không có biết là có trời lực luôn. Ồ, chơi mà không cần khoe luôn các bạn, lucky thật sự. Ghê vậy. Bén nha. Nồi khô nó kêu đèn đỏ là ồn nè thôi.
quá bạn ơi, không có. Đầu thì mình nghĩ cùm này sẽ nặng nhưng mà không hiểu sao canh lên con 155 này nó lại nhẹ, khó hiểu. Nhưng bữa bên đi con WR bên lên 2-3 cùm, cùm nào cũng nặng. Ừ, cái thật sự hay sao đồ này đóng quá ta. Giỡn hoài. Trời. Làm gì mà vội dữ vậy trời. Sợ thật sự các bạn. Máy người ta lái sợ mấy pha lắm. Nãy giờ mình kéo á. Ra đây thì các bạn thấy nhiều xe ồn thì mình lại không nghe rõ ha. Cũng có nghe nhưng mà không rõ lắm. Nhiều khi do ồn á. Carbon không. Cái này trước khi đi quay là mình đã rửa can lắm rồi mà xui dễ sợ. Đi mưa á. Có cả vẫn đẹp. Vì xe đẹp quá. Khi nào bên lên con WR ở bộ đồ khô bên review cho bạn nha. Wow. Quặng giải nào cũng có, phê dễ sợ. Trước mắt là thấy gặp mâm CNC là thấy tê rồi đó ha. Đợi bên chút nha, mình ra đường vắng chút, đây đông quá chịu không nổi bạn ơi. Bên đây các bạn muốn ngồi trái, các bạn phải đi vô bên phải. Hút ở trên nè. À. Mà hầu như là không ai quan tâm hết trơn. Ai muốn quẹo sao quẹo à, ngộ lắm. Đó các bạn thấy không? Hướng xe hai bánh rẽ trái vào đường Xuân Bình Hạnh là kêu chỉ lên trong nè. Ừ. Mà các bạn coi ở đó là nó trên đây một chút có thêm cái bảng cấm quẹo nè các bạn thấy không? Có cái bảng nè. Đó, cấm quẹo nè. Cấm quẹo nè. Đó. Mà nhiều người lại không thấy. Đó, bạn thấy tao quẹo không? Đó, rất là đông thấy chưa? Thì biết sao giờ. Thì người ta không để ý bản bạn bao nhiêu năm rồi. Mà kệ mình cứ tuân thủ thôi. Xui xui ra cái mảnh vịnh là cái hỏi sao xui quá. Đó. Đó, chui lên nè. Mình là không bao giờ rồi đó. Bữa mình chạy DZ là tới đây là mình bị bắt nữa bạn. Nghĩ lại bộ thiệt sự. Rồi có mấy bạn vô nói hả, mình không thực thà, công an ở đây khó. Ủa tùy chứ, tự nhiên. Sao tôi biết. Tôi nói vậy tôi có được tiền bạc hay được bằng khen đâu. Chấp hành luật lệ giao thông hay chấp hành hiệu lệnh đâu mà. Cứ tôi nó sợ chi cha. Nó quẹo đây xong cái khách công an đứng trên kia đợi rồi đó. Hài vậy. Hài cốt. Nói chứ mình cũng dễ vậy. Với lại hơn là mình không biết bên là bên Phan 07 là YouTube nhưng thời chết cha. Thế bởi vì sau này mình không dám chửi thề. Mình làm clip mình không chửi thề, mình cũng không có mình cũng không có này kia các bạn. Mình dễ thương. Đợi bên xíu.
ở đây bây giờ hot dễ sợ các bạn. Kiểu nhậu nhẹt là thấy các bạn up TikTok là nhảy tưng tưng lên bàn luôn, cũng vui. Mình thì thích ngồi xem mọi người nhảy hơn là nhảy lên bàn. Nhảy lên bàn cũng hơi ngại, nhưng mà nói chung là xả chết rất là ok. Nhưng mà anh em nhớ là đầu đường có một chốt đầu đường có một cái chốt thổi nồng độ cồn tới nái lắm nha. À, Vinh ở khu này mà, nhà Vinh mà, cho nên Vinh rất là rành, anh em cẩn thận, đừng có để đi nhậu cái bill 7-8 triệu á, dầm bằng mấy tháng cũng quằn lắm mà. Với lại anh em không có bằng lái mà, cho dù anh em bị giam đi nữa mà không có lấy ra thì vẫn đồng nghĩa với việc là anh em không có bằng lái nha. Chứ đừng nói em có bằng lái mà bị giam. Thì các bạn nghĩ mấy ảnh giam bằng mấy bạn để làm cái gì? Đúng không? Cho nên lưu ý thôi. Chứ mình cũng mong được du di các bạn. Mình rất là thích du di, tỏ ra ăn năn hối cải, với mình không có thích cãi lộn. Mình là dĩ hòa vi quý, nhạc nào cũng nhảy và bạn nào cũng cũng giao lưu, cho đời nó nhẹ nhàng thôi, bạn bất thù cho nó khỏe. Phê thiệt á, nhiều khi cũng muốn đem CBR đi làm á mà tốn tiền quá. Mùa này về ăn các bạn. Chị ạ, cho em 3 cái nếp cẩm, 3 cái thường. Đó, khu này là rừng binh, bao nhậu luôn. Rồi bên trước nha.